Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ phát tâm rộng lớn, vô lượng, vô biên. Những gì là 10? Đó là ở chỗ tất cả chư Phật, phát tâm rộng lớn, vô lượng, vô biên, quán tất cả cõi chúng sinh, phát tâm rộng lớn, vô lượng, vô biên quán tất cả cõi, tất cả đời, tất cả pháp giới, phát tâm rộng lớn, vô lượng, vô biên, quán sát tất cả pháp, đều như hư không, phát tâm rộng lớn, vô lượng, vô biên, quán sát tất cả Bồ Tát hạnh rộng lớn, phát tâm rộng lớn, vô lượng, vô biên, chánh niệm ba đời, tất cả chư Phật, phát tâm rộng lớn, vô lượng, vô biên, quán các nghiệp quả báo không nghĩ bàn, phát tâm rộng lớn, vô lượng, vô biên, nghiêm tịnh tất cả cõi Phật, phát Phát tâm rộng lớn vô lượng vô biên vào khắp đại hội của tất cả chư Phật, phát tâm rộng lớn vô lượng vô biên, quan sát diệu âm của tất cả như lai, phát tâm rộng lớn vô lượng vô biên, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ Pháp này thì sẽ đắc được biển trí huệ tất cả Phật Pháp rộng lớn vô lượng vô biên. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ phục tạng. Những gì là 10? Đó là biết tất cả Pháp là tạng khởi hạnh công đức, biết tất cả Pháp là tạng tránh tư duy, biết tất cả Pháp là tạng đà la ni chiếu sáng, biết tất cả Pháp là tạng biện tài khai diễn, biết tất cả Pháp là tạng bất khả thuyết khéo giác ngộ chân thật, biết tất cả thần thông tự tại của Phật là tạng quán sát thị hiện, biết tất cả Pháp là tạng khéo léo sinh ra bình đẳng, biết tất cả pháp là tạm thường thấy tất cả chư Phật, biết tất cả kiếp không nghĩ bàn là tạm khéo biết rõ đều trụ như huyễn, biết tất cả chư Phật Bồ Tát là tạm phát sinh hoan hỷ tịnh tín, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được pháp tạm trí huệ vô thượng của tất cả chư Phật, đều điều phục được tất cả chúng sinh. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ luật nghi. Những gì là 10? Đó là luật nghi chẳng sinh phỉ báng đối với tất cả Phật Pháp, luật nghi tâm tin ưa ở chỗ tất cả chư Phật. Luật nghi khởi tâm tôn trọng cung kính ở chỗ tất cả Bồ Tát. Luật nghi chọn không xả tâm ái lạc ở chỗ tất cả thiện tri thức. Luật nghi chẳng sinh tâm nghĩ nhớ đối với tất cả thanh văn độc giác. Luật nghi xa lìa tất cả thối truyền Bồ Tát đạo. Luật nghi chẳng khởi tâm tổn hại tất cả chúng sinh. Luật nghi tu tất cả căn lành đều khiến cho rốt giáo. Luật nghi đối với tất cả ma đều hàng phục được. Luật nghi đối với tất cả ba la mật đều khiến cho đầy đủ, đó là mười. Nếu các Bồ Tát An trụ pháp này, thì sẽ đắc được luật nghi đại trí vô thượng. Phật tử Đại Bồ Tát có mười thứ tự tại. Những gì là mười, đó là mạng tự tại, vì nơi bất khả thuyết kiếp trụ thọ mạng tâm tự tại vì trí huệ vào được a tăng kỳ các tam muội đồ dùng tự tại vì có thể dùng vô lượng sự trang nghiêm để trang nghiêm tất cả thế giới nghiệp tự tại vì tùy thời thọ báo thọ xanh tự tại vì nơi tất cả thế giới thị hiện thọ xanh hiểu tự tại vì nơi tất cả thế giới thấy phật đầy khắp nguyện tự tại tùy ý muốn tùy thời ở trong các cõi thành chánh giác thần lực tự tại vì thị hiện tất cả đại thần biến pháp tự tại vì thị hiện vô biên các pháp môn trí tự tại vì ở trong niệm niệm thị hiện như lai thập lực vô úy thành chánh giác đó là 10 nếu các bồ tát an trụ pháp này thì sẽ được viên mãn các ba la mật trí huệ thần lực bồ đề tự tại của tất cả chư Phật